Đây ở Việt Nam sướng không? Sáng uống cà phê. Mới 7 giờ là trời nắng lên nè. Đây buổi sáng ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Bữa nay là ngày thứ 7 hả? Ngày thứ 7. Đây đi ra bến bến đò để qua huyện Hồng Ngự. Huyện Hồng Ngự là quê ngoại của mình. Tiền Phước năm 1000, bắt đầu rồi Tiền Phước năm 1982, sau đó thì cũng thỉnh thoảng về đây, nhưng theo thời gian thì Tiền Phước này đã thay đổi rất nhiều. Vùng này thì hồi xưa gọi là Chợ Miếu. Gọi là Chợ Miếu. Đây là tiệm của thằng về quê. Mình thích đi chạy xe lên những trên những con đường như vậy nè. Đi rồi. Bà nội đâu? Đi bắt ốc rồi. Già thấy mẹ đi bắt ốc nữa. 70 mấy tuổi rồi. 70 mấy tuổi rồi. Cháu gì Tư? Cháu gì Tư nào? Gì Tư Mặn.
Ê, chị có cục mất mấy đứa này cháu kêu mất mình đó. Bà bắt ở đây nè, bà bắt cái này nè cậu. Còn bà nội là ai? Nhỏ này bị bệnh nè. Ai bị bệnh? Nhỏ đó đó, nhỏ này, bị thẳng đó. Con dâu. Chị Tứ Mặn. Ừ, con gì Tứ Mặn? Này cháu ngoại. Còn gì ba gì ba gì? Gì còn ba gì? Ba mẹ của Út mất á. Mất á. Mà má, má ngủ thứ năm. Thứ năm. Thứ tư, dì Tư nè. Là dì Tư Mặn hay hả? Ừ, này con là thứ ba. Thứ hai là má nhỏ này. Hai má con. Hai là ai? Thứ hai là má nhỏ này. Thứ hai ông bắt hai, ông hai ông ở ngoài gì cũng chết rồi, ngoài Tây Ninh cũng chết rồi. Thì cậu Năm Quan. Chết ông chúng chút beo rồi. Hết rồi, đâu còn ai đâu. Cái này là dì Tư Mặn là má mất, má con mất á hả? Ừ. Bà này bà thứ ba, mất thứ năm, má nhỏ này thứ hai. Má nhỏ thứ hai là gì quên mẹ rồi? Muốn. Muốn mà có chồng đen đen cái gì? Ừ, uống đó. Ừ, uống. Ủa, gì Tư Mặn hả? Queo rồi, ừ. Ừ. Mà mấy người lớn chết hết trơn rồi. Ông đi mặn, ông nuôi á. Lên hoạt động. Lên đi chơi cháu, còn như là... Hoạt động rồi lên thử cái bà nội rồi, bà còn nhớ không? Chạy thẳng. Nhớ. Thấy gì nó chạy lắm. Nhớ hả? Chạy thẳng nhân tạo á. Chạy đâu lận? Ở dưới Hữu Thị á, dưới Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh á. Thua. Người cụ ở trong cái thùng phi nhá. Trời ơi, không ngờ đây nè, cái nhân vật này là không gặp này nhiêu năm ta. Từ 79 là 80, cái lần cuối cùng mà phân phốt á, chạy phân phốt á. 79 tới giờ luôn á, 78 tới giờ thì phải á, cái lần cuối cùng. Anh em vô chẩn mặn, ông hưng đồ này mà không ngàn còn còn nhớ mình nè. Trời ơi, còn nhớ tên luôn mới ghê. Còn đất trò sao không? Trời ơi, mấy mấy tuổi mà còn đẹp gái ướn luôn á. Dạ mắt hí vậy con. Thế rồi cháu. Dạ, dạ mắt hí vậy con. Đi nhiều ghé nhiều chỗ mệt lắm, còn nhiều dữ lắm. Giờ ổng nôn gì bển nữa. Vậy bển mặn gì mình lên nữa. Ừ, đâu phải mình đâu, dạy xuống cái dừa nhiều lắm. Giờ bà dì Tư rồi bà ấy rồi bà ở đâu? Nè, gửi cho chị Hai. Chị Hai đúng không? Chị Hai gì nó em với em. Không, gửi cho má vậy đó. Má đó là em mình. Má là má. Ờ. Đó. Nó kêu cậu thức quà cho mấy mấy con. Đi bà ngoại cho chính đồ đằng này ông ngoại rồi thứ mười. Trời ơi trời. Dây bự rồi. Nhìn cái gương mặt bảy mấy tuổi mà cho em mới chết chứ 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 Hoàng Anh mà. Chuyện đâu có ngoại á. Thôi được rồi đi. Ok nha, thôi đi nha. Cậu biết cậu đi ha. Dạ cậu đi. Còn nhiều chuyện tại ngày mai đi rồi. Mai đi ngoái hả? Mai đi rồi. Ờ lại mạnh giỏi nha, có dịp. Giữ mấy con nào được mấy con. Một à. Vậy hả? Rồi. Một đứa. Ồ quá rồi. Thôi ha, có đi nha. Là giờ thăm ngoái hết trơn rồi. Ờ không ngờ nha, cái chị già nên mà còn nhớ, trời ơi ghê thiệt. Không. Về Việt Nam. Bộ nhớ gì là tốt á. Về Việt Nam mà người ta gọi là thăm về ngoài nước mà ấy ngoái hết rồi. Ok, cảm ơn nha. Dạ. Ok. Thôi cậu đi nha con. Dạ. Cũng một người nữa đây. Thôi nằm đi. Đừng giúp giúp chị. À, dạ, dạ, là thấy rồi, thấy rồi. Chị cũng bị bệnh rồi. Con đứa con mà nó câm lo cho bả. Nói chuyện đâu được đâu. Rồi chị bị tai biến mà mạch máu não hay là sao? Giò đó. Giò. Giờ nó ăn lại cái gò sầu chín rồi gối đổ xuống mắt cá. Rồi đi ra tôi về đó người ta chạy. Chạy. Chạy giờ đem về đó đi giờ tính mình sao sao tính vậy? Không có tiền. Cái này thì giờ mình hốt thuốc nam tính tới đâu tính tới đó. Đâu tính tới đó chứ cái này không biết cách nào vậy. Bệnh hoạn bị bệnh gì không? Từ bị bệnh gì chị? Anh. Bị gan hay là bị đường hay là bị gì? Đi bác sĩ mà bác sĩ hiểu nó con nó câm mà nó nói không được mình hiểu đi. Nó bị té rồi đi chạy bị này luôn á, bị thương cái. Rồi cái này bị tắc việt trong đường rồi. Cỡ tuổi anh em mình đậu một đậu nặng. Hai bữa sau vô tôi gom tôi về tôi hỏi ông chúng gom trước rồi. Trời ơi cũng vàng vậy cũng có phước đi. Gom trước rồi. Ở 500 đi. Dạ, dạ, em có chút quà anh tặng cho chị đấy mà thuốc men cho chị được bao nhiêu thì hay biết đó. Dạ, cảm ơn chú Hai ơi, chú Hai. Với anh Thận. Dạ. 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 Nước còn tát. Giờ mình ra ngoài đi, Hiếu không đi thì tụi ông đi. Đây đây nè. Cho giữ gìn sức khỏe nha chị. Tôi không biết sao vậy. Cảm ơn chú. Còn không có mạnh thường quân gì hết trơn á, tại vì tôi ở đây là quê ngoại của tôi. Để chia sẻ nữa coi sao. Chứ ông có cái đó đâu.
quê mẹ của tôi ở đây, hồi xưa có đất ở biển đây nè. Hoàn cảnh thì bây giờ mình khá hơn tí xíu, mình có cái mình chia sẻ phần nào qua phần đó vậy thôi, chứ không mạnh thường quân. Dạ, không sao, không sao, đúng rồi, đó chuyện dĩ nhiên là... Chừng 10 ngàn, 5 ngàn mua miếng nước đá uống được, để khô khăn. Thôi, bye bye. Ok, bye bye hai chị ha. Bye bye, bye bye. Ơi, đâu có lì xì bao nhiêu tiền đó bà con. Thế nhiều quá mình không có ấy đâu, chia lẻ tẻ như cầm chó chút quà thôi. Chút quà thôi. Nhưng mà đối với quê này 100-200 ngàn rất là quý. 200 ngàn rất là quý. Đằng này cũng thấy nhà cửa thì thấy như vậy á, có tiền được cắt được căn nhà rồi sau đó thì bị ấy rồi. Mũi tay. Mũi tay, may mắn được cắt căn nhà vậy thôi. Đã đi hả? Đi chỗ kia rồi. Rồi rồi. Ông đó đó, đó ông không lết không vậy đó. Cái nhà mới sửa sang lại đấy. Mới sửa nè. Không sửa, nó muốn sập luôn. Nhà tôi bên đây là mà... Con mới nhờ em gái luôn. Con đứa một. Thôi đưa cho bả đi. Nửa đưa cho bả dùm đi. Cắt nó đi. Cắt đưa cho bả nha. Đi đó đi. Dạ. Ba con hả? Xe tiền gì? Dượng cháu. Dượng. Này dượng. Ba con mắc với mẹ mắc hết trơn rồi. Con nhỏ tới lúc. Thằng này ba má nó mắc hết trơn rồi, nó khổ á. Mút rồi đó. Thôi nha. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ. Nhà ở đó. Hồi nãy đây là đâu? Nhà chị đây hả? Dạ dạ, nhà này này. Ok. Dạ, người ta. Cho em khiên rồi chúc cho nó có quà cho nó điều chị. Dạ, khổ chứ. À, nó không phải là riêng mình một chị. Em cũng khổ mà em đi làm, có cái là em có làm có tiền. Dạ, ok, cảm ơn chị. Anh đó. Lão ăn gì hả? Ăn gì hả? Biết bánh thả hỏng như quà. Cũng là do nhậu á. Rồi tay biến mà cái não không hay rồi nhậu rồi té rồi chạm rồi bây giờ đầu óc rồi. Cũng mấy lần rồi anh ơi. Không, nhưng mà nhờ vậy đó nó hiền. Ok. Có tay coi. À, khỏe ha. Ông về phim rồi đó. Nhậu không? Đừng có nhậu nữa, nhậu quá tốn tiền, nhậu nhức đầu nữa nè. Thanh tay hậu quả luôn coi. Rồi. Ủa, cặp bờ kinh này hả? Ủa, nãy không lội qua cho nó nhanh. Ủa, mẹ leo lên nó khó hơn, còn lâu không đi xe. Cái gân nhà mở chỗ nào cưng? Nhà mở chỗ nào cưng? Ôi, nhà cửa đảm đó, chỗ mở đó. Còn điện không rồi đâu có... Cái mở đó hả? À, bán gạo đó hả? Hồi nãy nói nó là bao nhiêu ấy rồi, bao nhiêu phần rồi? Thì nãy vợ tôi điện nó 20 phần. 20 phần. Hay, chào. Dạ. Hồi nãy đây là đặt gạo 20 phần. Ừ, 20 phần gạo. Là 200 kg đúng không? Dạ. Là bao nhiêu tiền em? Mẹ quý ơi, cho chú điện như bao vậy nè. Thêm 10 phần nữa đi. Cũng được. Thì mà làm sao đó là trẻ có công người có của. Con lấy cậu. Con người chị thứ hai Út Phước rồi thứ Út. Con lấy cậu. Ghê vậy hả? Dai mình bự dữ chứ đó hả? Đi tới mà bây giờ đi tới một tụ điểm khác. Mình chỉ có tặng quà về bà con thôi. Tôi được làm cái vừa đây là kỷ niệm của mình sống 40 mấy năm về trước.
bao 50 ký hả? Dạ. Ok. Giá gạo mà dắt chắc tiếp dắt không được. Đây. Cho nhiều khi bắt căng cho nó đều đúng không? Đúng không? Ừ. Để tao nói một câu về cuốn mày. Cái bao mày đủ bao mày cho tao xíu nữa không? Cho phải cho đủ ký được. Nó chơi với mà ai mà ai ai mà ăn phải cho đủ. Ai mà để ý cái vấn đề đó. Giá cả chứ gạo phải ăn cho đủ. Thì sao à? Sao Dung? Dạ. Thấy cậu bán gạo được không? Dạ được. Đi ngoài bán đi ra. Bán đi. Ở đâu vậy? Bốn người kia quân gia luôn Hằng Lan. Của mày nước mày á mày. Cũng được không? Có gì để chơi hả? Dạ. Rất là mạng không được, không có mạng cho bác. Vậy đây kiếm vợ nè chị hai. Thôi, con đây mấy vợ mấy con hết, chắc con có xui nữa quá. Chị nghĩ sao, chị nhìn em sao mà chị nghĩ có xui vậy? Cần cho, cái đó cần cho. Rồi. Giờ ông cao mấy cái đó còn như là cái đó đủ rồi. Ông chắc ra là đủ rồi cả em. Mày chưa chắc là ngang, nhìn là ai chưa biết ai lớn tuổi ngang nha. Cháu này không có bao nhiêu rồi phải không? Anh hai nay nhiêu rồi, 60 chưa? Chưa. Nhiêu? Anh làm 9 tuổi rồi. Chị năm mấy hả? Năm mấy, năm 2 không? Năm 4 rồi. Trời ơi, thôi gọi ngủ tôi bằng anh đi. Nói gì? Nó tuổi em nhiều. Con nhìn tôi già lắm mà. Thấy bạc gì chứ không già gì nữa. Đâu, bạc là người ta, cái gen của người ta, chứ đâu phải bạc là già đó trời. Con tôi mới có mười mấy tuổi nó đã tóc bạc rồi. Nãy giờ được mấy gái rồi? Ủi, được trăm rồi. Bốn lần, ba lần như vậy là xong rồi. Không lấy cái dao trời. Đây 40 phần, phần 10, 10 ký. Rồi đứng đây tiếp chủ nó xong rồi đó, giờ mai chủ mai bao lại rồi đi. Thấy chiếc xe vậy đó mà chở 200 kg gạo á. Tài xế số 1 á. Trời ơi. Đây à. Này chỉ mới chuyến thôi, thằng chuyến thứ hai.
Ê, chia ra. Cho nó 400kg mà nó sập nó mất công phiền lắm á. Này. Đã xong. Đây người chị đang nấu ăn trong nhà. Sao? Này chị có làm gì được không? Cảm ơn. Cảm ơn. Lâu quá mới gặp chị. Đường biết sao thì hầm cá ta giàu quá nhỏ đi ăn. Dạ. Ừ. Cái tiền mua. Chú cần làm gì ngoại? Thôi ngày mai em đi rồi. Dạ. Là cháu ngoại tiền bà con nào nó gửi đây tôi giữ. À. Dạ. Đi đi ha. Dạ. Dạ. Thôi. Cho em gửi lời thăm ảnh nha. Dạ. Thử tay lái xe hai bánh. Rồi, xong nhiệm vụ nữa. Xong nhiệm vụ rồi. Không còn qua đây nữa.